Bàn tay thần thánh. Ngày xưa, ngày xưa, tại vương quốc Phrygi có một ông vua rất giàu có tên là Midas. Ông ở trong một cung điện vô cùng lộng lẫy. Dù ông có muôn vàn của cải, nhưng ông vẫn luôn mong muốn mình giàu có hơn nữa. Một hôm, nhà vua đang đi dạo trong vườn thì có chuyện gì thế? Thưa đức vua, lão già này đã chui vào vườn nho của ngài để ăn trộm nho đấy ạ. Láo xược, không biết ta là ai hay sao mà dám vào vườn nho của ta hái trộm. Tống hắn vào ngục cho ta. Khoan đã, đây chẳng phải là lão Silene, bản thân của vị thần rượu đầy quyền năng đó sao? Đây là một cơ hội tuyệt vời để ta lấy lòng thần rượu, ta không thể bỏ lỡ được. Sau khi nhận ra lão già là bạn của vị thần rượu quyền năng mà vua Midas từng ngưỡng mộ, nhà vua liền cho mở tiệc tưng bừng suốt 10 ngày liền để tiếp đãi lão già đó. Mời ngài lên xe ngựa, tôi sẽ đích thân đưa ngài về. Ta vốn chỉ thích cưỡi lừa, không thích đi bằng xe ngựa. Ôi vâng, sẽ có lừa cho ngài. Người đâu, mang lừa tới đây. Sau đó, đích thân nhà vua đưa vị khách tới chỗ thần rượu. Ôi, bạn của ta kia rồi. Trời ơi, ông đã đi đâu mấy năm nay chứ? Ta đã đi tìm ông khắp nơi. Ta chỉ ngao du sơn thủy, hưởng thú vui trên đời thôi. Người đã tiếp đón bạn ta rất tốt, còn đích thân đưa bạn ta trở về. Đáp lại sự thịnh tình của ngươi, ta sẽ thỏa mãn bất cứ điều ước nào của ngươi. Ngươi thích nhận món quà gì nào? Thật là một cơ hội tuyệt vời. Đây là lúc biến ước mơ của ta thành hiện thực. Thưa thần rượu, tôi ước gì mỗi khi chạm vào bất cứ đồ vật gì thì thứ đó sẽ biến thành vàng. Lẽ ra ngươi nên chọn điều ước tốt hơn, nhưng không sao, mong muốn của ngươi sẽ thành hiện thực. Từ nay không có vị vua nào trên thế gian này giàu bằng ta. Thế là nhà vua sung sướng mải mê biến mọi thứ xung quanh mình thành vàng. Nhưng rồi cũng đến lúc ngài cảm thấy đói bụng. Người đâu, mang thức ăn cho ta, ta đang đói quá rồi. Rượu là thức uống mà ta thích nhất, giờ cũng không thể uống được rồi, làm sao đây? Người đâu, hãy lấy thức ăn bỏ vào miệng cho ta. Lúc này nhà vua mới nhận ra ông ta đã xin một điều ước khủng khiếp. Người đâu, lấy ngựa cho ta. Chúng đều biến thành vàng cả rồi, làm thế nào để ta có thể đi tới chỗ thần rượu bây giờ? Người đâu, mang xe ngựa tới đây cho ta. Cuối cùng, nhà vua phải chọn một giải pháp, ngồi vào trong chiếc xe ngựa để lính chở đi. Thần Dionysos kính mến, ngài hãy tha thứ cho điều ước rồ dại của ta. Xin hãy làm cho điều ước hết hiệu lực. Ngươi hãy lặn xuống dòng sông Batoli. Ngươi sẽ gột sạch được dấu vết của điều ước ngu xuẩn của ngươi. Cảm tạ thần Dionysos. Sung sướng được giải thoát khỏi tác phẩm kinh hoàng đó, nhà vua thậm chí không còn muốn nhìn thấy vàng nữa. Từ đó, nhà vua chỉ thích dạo bước trên những đồng cỏ và bên những khóm cây. Giải cứu cá vàng. Cha, trời đã sáng rồi sao? Vậy thôi. Ôi, tuyết, mùa đông đến thật rồi. Thích quá, tuyết rơi mới đẹp làm sao. Ồ,
Hồ nước bình thường mình vẫn ra tắm, giờ đã đóng băng cả rồi. À ha, thích quá. Mình có thể chạy từ bờ này sang bờ kia mà không sợ ướt. Ôi da, đau quá. Ai đấy? Sáng ra đã ầm ĩ vậy. Ơ, tiếng ở đâu thế nhỉ? Tôi đây, cá vàng đây. Cậu không có việc gì làm hay sao mà cứ rầm rầm trên cửa nhà tôi thế, không để ai ngủ à? Ồ, thì ra là anh cá vàng. Anh lên đây chơi đi, vui lắm. Tôi không lên được. Cậu làm ơn ra chỗ khác chơi đi, đừng ở đây làm ầm nữa. Sao lại không lên được? Phải rồi, mặt hồ đã bị đóng băng mà. Tội nghiệp anh bị nhốt dưới ấy. Để tôi giúp anh nha. Không cần đâu. Chỉ một lát thôi, không lâu đâu. Ơ kìa. Để tôi cứu anh lên. Ôi ôi, đừng làm thế. Dừng lại đi. Anh bạn đừng ngại. Tôi làm một lúc là xong thôi, anh đừng lo. Tôi đã bảo dừng lại cơ mà. Xong rồi. Anh có vàng ơi, lên đây chơi nào. Anh thấy chưa, tôi làm một loáng là xong mà. Ôi, ôi, anh làm gì thế? Cậu thật quá đáng, cậu định chọc tức tôi phải không? Ơ, ơ, sao lại thế? Có chuyện gì mà buồn thế con trai? Cá vàng thật quá đáng. Con có lòng tốt giúp anh ta, vậy mà anh ta không cảm ơn lại còn mắng con nữa. Có chuyện đó sao? Con kể lại bố nghe xem nào. Chuyện là thế này ạ. Sao bố lại cười ạ? Con trai, con làm vậy là không đúng rồi. Vào mùa đông, nhờ mặt nước đóng thành băng mà những con vật sống ở dưới hồ được che chắn khỏi cái lạnh. Vì thế mà cá không bị lạnh và có thể sống qua mùa đông. Thật, thật thế sao ạ? Thế mà con lại đập vỡ mặt băng, như vậy khác nào hại cá vàng. Con... Giờ con đã hiểu vì sao cá vàng lại tức giận chưa? Con nhiệt tình cứu giúp bạn thế là tốt, nhưng phải biết suy xét để ý xem người ta có cần không. Lòng tốt đặt không đúng hoàn cảnh sẽ trở thành vô duyên, phá hoại đấy con trai à. Dạ, con hiểu rồi bố ạ. Ăn thịt vịt đâu có dễ. Đói thế không biết. Từ sáng tới giờ không thấy con mồi nào là sao nhỉ? Ôi, con mồi kia rồi. Thôi chào heo nhé, mình về đây. Ê, hôm nay vui quá. Vịt con về cẩn thận nha. Đứng lại. Bữa tối đây rồi. Vừa có heo vừa có vịt, thật là thịnh soạn. Trời, trời, làm thế nào bây giờ? Ngoan ngoãn đập bạn cho ta chứ còn làm thế nào nữa. Chạy đi vịt con ơi, mình cũng muốn chạy lắm nhưng. Bắt con chạy đâu cho thoát chứ. Ôi đau quá. Chà, ăn con nào trước bây giờ nhỉ? Con nào trông cũng ngon mắt cả. Ông sói ơi, tha cho cháu, ông đừng ăn thịt cháu mà. Đừng có mà nằm mơ, mày to và béo hơn, tao sẽ ăn thịt mày trước. Khoan đã. Sao? Thương bạn nên muốn hy sinh trước à? Cháu nghe nói ông là loài vật khỏe nhất trong rừng, với bộ răng vô cùng sắc bén. Vì thế được ông ăn thịt cũng là một vinh dự của cháu. Được được, con vịt này có hiểu biết. Nhưng mà mày có khen thế chứ khen nữa tao cũng không tha đâu. Không không, cháu có xin tha đâu. Có điều cháu thấy da của con heo vừa dày vừa khó nhai, nếu ăn vào chắc chắn sẽ làm mòn bộ răng của ông. Vì thế ông hãy ăn thịt cháu trước, còn mang con heo về nhà đun lên cho mềm, đỡ hại răng của ông ạ. Đun lên cho mềm ư?
Đúng thế, như vậy thịt sẽ ngon hơn và ông ăn cũng dễ hơn ạ. Mì nói cũng có lý. Vậy thì tao sẽ ăn thịt mày trước. Kìa ông, lại còn chuyện gì nữa? Được làm bữa tối cho ông cháu rất vinh dự. Nhưng người cháu mấy hôm nay không có tắm, đầy bùn đất và bẩn thỉu lắm. Ông ăn vào nhớ đau bụng đấy. Ông hãy cho cháu ra bờ sông kia tắm cho sạch để ông ăn cho ngon miệng hơn, có được không ạ? Sao mày lắm chuyện vậy? Cháu chỉ muốn tốt cho ông thôi mà. Thôi được, tao sẽ đưa mày ra sông tắm. Tao cũng không muốn bị đau bụng đâu. Ông nghĩ thế là phải đấy ạ. Đi thôi ông. Đi thôi. Ông chờ cháu một lát nhé. Cháu tắm một tí là xong ngay ấy mà. Nhanh nhanh lên, ta đói lắm rồi. Kìa, sao lại bơi sang đây? Đừng sói già độc ác và ngu ngốc, ngươi đã bị lừa rồi. Ngươi sẽ không ăn thịt được ai trong số hai chúng ta đâu. Cái gì? Bị lừa? Hả? Con heo trốn đi từ lúc nào rồi? Trời ơi, sao ta lại thua trí một đứa ớt con vậy? Ngu ơi là ngu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.